Và tôi nghe người này nói, nghe người kia nói là khi mà bỏ tiền vô IRA và 401k đó thì sau này nó sẽ bị ảnh hưởng tới tiền hưu cũng như là tiền Medicare của mình, có đúng không? Đó là rất là nhiều những cái băn khoăn của rất là nhiều anh chị, nhiều cô chú ở đây. Thì trong cái video ngày hôm nay em sẽ giải thích hết cho tất cả các bạn, các anh chị, các cô chú biết về IRA, 401k, Roth IRA cũng như là việc mình đi làm, mình bỏ tiền vô 401k, IRA nó có lợi gì cho mình không và nó có bị ảnh hưởng tới tiền hưu và tiền Medicare của mình hay không, thì coi hết video này với em nha. IRA, 401k, Roth IRA và Roth 401k thì nó đều giống nhau hết. Đây đều là những cái quỹ hưu trí và mình có thể bỏ cái tiền vô trong những cái quỹ hưu trí này. Và trước 59 tuổi rưỡi nếu mà mình rút ra thì mình sẽ bị penalty là 10.10% cho liên bang, và mỗi tiểu bang khác nhau thì nó sẽ có tiền phạt riêng. Ví dụ như ở Cali là em biết được là 2.5%. Cái lý do mà để mà mình nên mở những cái quỹ hưu trí IRA, 401k hay là Roth IRA, Roth 401k đó là bây giờ khi mà mình đi làm, mình còn trẻ thì mình tiết kiệm tiền để sau này khi mà mình về hưu mình không còn những cái thu nhập từ tiền đi làm nữa, mà mình chỉ còn lãnh những cái thu nhập từ tiền SSA, tức là tiền Social Security thôi. Thì có nhiều người sẽ là không đủ, cái tiền này quá thấp hay là cái tiền này không đủ cho mình trang trải những cái chi phí trong cuộc sống, thì mình cần phải rút những cái tiền từ những cái quỹ hưu trí IRA, 401k này ra để mà mình trang trải, ví dụ như là mình trả tiền nhà, tiền điện, tiền xe, tiền đi chơi hay là tiền mướn người về chăm sóc mình trong những cái ngày mà mình bị bệnh, không có tự lái xe, khi mà không có tự chăm sóc được bản thân của mình. Cái lợi của 401k, IRA, Roth IRA, Roth 401k, cái lợi đầu tiên là cái lợi về thuế. Mỗi cái account thì nó có những cái lợi về thuế khác nhau, nhưng mà chung lại đó, nếu mà các bạn đi làm, các bạn mở cái quỹ hưu trí IRA hoặc là Roth hoặc là 401k đó, thì các bạn sẽ tiết kiệm được cái tiền đóng thuế. Vì cái tiền mà các bạn bỏ vô những cái nơi này là những cái tiền mà người ta sẽ khấu trừ ra khỏi cái income của mình, và cuối năm thì mình chưa có bị đóng thuế trên những cái số tiền này. Ngoài ra nữa đó là với việc các bạn bỏ tiền vô những cái quỹ hưu trí thì sở thuế người ta sẽ cho thêm các bạn những cái credit vì các bạn có nghĩ tới tương lai của mình sau này, để mà mình không có là những cái gánh nặng của xã hội, thì người ta sẽ cho mình thêm những cái credit khác nhau. Cái tiền mà các bạn bỏ trong Roth IRA, Roth 401k đó thì là những cái tiền nó không có được khấu trừ ra khỏi cái income của mình, nhưng mà cái lợi sau này đó là khi mà các bạn dùng những cái tiền trong quỹ Roth IRA hay là Roth 401k các bạn đi đầu tư, thì những cái số tiền này là những cái số tiền sau khi mà các bạn đầu tư, cái account các bạn lời 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu thì sau 59 tuổi rưỡi khi mà các bạn rút ra, hoàn toàn cái số tiền trong cái account này các bạn đều không có bị đóng thuế nữa. Nên đây là lý do mà em biết được là rất là nhiều người muốn đầu tư vô cái Roth IRA và Roth 401k. Nhưng mà bên cạnh đó, việc mà đầu tư vô traditional IRA và traditional 401k đó, nó cũng có những cái lợi riêng về thuế của nó. Thì tùy theo mỗi trường hợp, mỗi người mà các bạn có thể suy nghĩ coi là mình nên bỏ, và mình nên bỏ vô cái nào, Roth hay là bỏ vô traditional IRA, hoặc là các bạn có thể làm cả hai. Ví dụ như là một năm các bạn có quyền bỏ vô 6.000 đồng thì các bạn có thể bỏ 3.000 vô IRA, 3.000 vô Roth IRA. Nếu như mà các bạn làm những cái nghề tự do, ví dụ như là mình làm nail nè, làm tóc nè, làm thợ, lái Uber, lái Lyft, làm bán bảo hiểm vân vân, thì mình có thể mở IRA và Roth IRA. Nếu như mà các bạn đi làm hãng đó, thì thông thường hãng nó sẽ offer cho các bạn một cái quỹ hưu trí nó gọi là 401k hoặc là Roth 401k. Lưu ý giùm em á, là có rất là nhiều anh chị, nhiều cô chú mình bị confused cái này, tức là mình không tự mở 401k được, mà khi mà mình đi làm hãng, hãng nó sẽ có cái 401k
401k cho mình. Nếu như mà hãng nó không có 401k thì mình phải đi ra ngoài mình mở cái quỹ hưu trí riêng của mình, và cái quỹ này lúc này nó sẽ tên là IRA, có nghĩa là Individual Retirement Account. Nếu như mà mình làm cho government á, thì hoặc là mình làm giáo viên thì mình sẽ có cái quỹ hưu trí nó tên là 403b. Tuy cái tên nó khác nhau nhưng mà cái lợi ích về thuế của nó thì là tương đối là nó giống nhau, nên là rất là có lợi cho những anh chị, những cô chú nên bỏ tiền vô những cái quỹ hưu trí này. Có những hãng, ví dụ như em biết là Amazon, ví dụ như các bạn bỏ vô 1 đồng thì nó sẽ match cho các bạn 50 cent vô cái quỹ hưu trí này, và lên tới là 4% trên cái tổng số lương của mình. Nên là những anh chị, những cô chú mình đi làm hãng đó thì rất là có lợi, đặc biệt là khi mà hãng của mình matching thì nhớ bỏ vô 401k, Roth 401k hoặc là bỏ vô 403b giùm An nha. Và nếu như mà mình dưới 50 tuổi đó thì mình có quyền bỏ vô 19.500, mình trên 50 tuổi thì mình có quyền bỏ vô là 26.000 cho 401k và Roth 401k. Nếu như mà mình không có đi làm hãng mà mình làm những cái nghề tự do bên ngoài, hay là hãng của mình nó không có offer 401k đó, thì mình sẽ được mở IRA. Và cái IRA nếu mà mình dưới 50 tuổi thì mình bỏ được vô là 6.000, mình trên 50 tuổi thì mình có thể bỏ vô cái số tiền là lên tới là 7.000 đồng cho mỗi một năm, và mình có tới tháng 4 ngày 15 tây của năm sau để mà mình bỏ vô cho cái thuế của cái năm trước đó. Là khi mà các bạn đi khai thuế là cái thời gian tốt nhất để mà các bạn hỏi cái người làm thuế của mình coi là năm nay mình bỏ vô bao nhiêu cho for cho IRA hoặc là Roth IRA sẽ có lợi nhất trên cái hồ sơ thuế của mình. Có rất là nhiều anh chị, nhiều cô chú hỏi An á là tại sao nghe người này nói, nghe người kia nói á là bỏ tiền vô quỹ hưu trí IRA 401k nó sẽ làm giảm cái lợi tức khi mà mình nhận được những cái tiền Medicare hoặc là cái tiền SSA. Thì cái lý do đó là giống như em chia sẻ ở trên á, thì nếu như mà các bạn bỏ vô IRA hoặc là các bạn bỏ vô 401k thì nó sẽ làm giảm cái income của mình. Nên có nhiều người, người ta không hiểu nên người ta nghĩ là ồ, ví dụ cái income của mình giảm thì có nghĩa là mình khi mà những cái lợi tức về cái tiền SSA của mình cũng sẽ bị giảm, tại vì cái income của mình không có quá cao. Nhưng mà nhớ giùm An nha, cái tiền mà để mà tiền lương mà để mà nó tính những cái tín chỉ thuế đó cho năm 2021 là một cái tín chỉ thuế là một cái lương của các bạn phải là 1.700 để mà các bạn được tính là một, các bạn có một cái tín chỉ thuế cho năm 2021. Nếu mà các bạn muốn được tính hai tín chỉ thuế cho năm 2021 thì cái lương của mình phải là 2.940, và các bạn tính là ba tín chỉ thuế cho năm 2021 thì là 4.410 đồng, và năm tín chỉ thuế cho năm 2021 thì cái lương của mình phải là 5.580 đồng ít nhất để mà mình được tính là mình có 4 cái tín chỉ thuế cho năm 2021 này. Và có một cái lưu ý giùm An đó là nếu mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình đi làm, mình lãnh W2 thì mình sẽ thấy cái này rất là rõ ràng. Tức là trên mỗi cái paycheck của mình, mặc dù các bạn có bỏ hay là các bạn không có bỏ tiền vô 401k thì trên mỗi cái paycheck của mình người ta vẫn trừ ra một cái số tiền là cỡ khoảng 7.65% cho cái tiền Social Security và tiền Medicare. Và ví dụ như em nói ở đây á, là một tháng một cái paycheck đi, các bạn lãnh được 1.000 đồng thì các bạn tính là các bạn bỏ vô 401k là 250 đồng thì cái số tiền mà các bạn phải chịu thuế đó chỉ còn lại 750 thôi, đó là thuế thu nhập cá nhân của mình thì mình chịu trên cái số tiền là 750. Nhưng mà tới lúc mà nó tính cái thuế để mà mình phải tính cái tiền Social Security hay là tiền Medicare đó, nó không tính trên cái số tiền 750, tức là trừ ra 250 mình đã bỏ vô 401k rồi, mà nó vẫn tính mình trên cái số tiền là 1.000 đồng. Nên việc các bạn có bỏ vô IRA, các bạn có bỏ vô 401k, Roth IRA, Roth 401k, nó hoàn toàn không hề ảnh hưởng gì tới tiền các bạn làm để mà các bạn đóng thuế Medicare hay là các bạn đóng thuế Social Security hết. Nên á, đừng có nghe người này nói, người kia nói là bỏ vô sẽ ảnh hưởng tới Medicare hay là bỏ vô sẽ ảnh hưởng tới tiền hưu của mình sau này mà không có bỏ vô
IRA và 401k. Vì việc mà các bạn bỏ vô 401k IRA nó tiết kiệm cho mình rất là nhiều về mặt thuế, và đặc biệt nữa là các bạn có thể dùng những cái account này, các bạn đi đầu tư, các bạn mua bán stock đều được hết. Và những cái tiền mà các bạn để ở trong đó, nếu mà các bạn chưa rút ra thì các bạn chưa cần phải đóng thuế. Và những cái ngày khi mà mình về hưu rồi, cái income của mình giảm, lúc đó mình bắt đầu rút từ từ cái số tiền này ra, thì nó sẽ có lợi về thuế cho mình rất là nhiều luôn. Nên là những ai mà chưa có account đó thì nên suy nghĩ mở account IRA hoặc là Roth IRA khi mà mình đi khai thuế, là cái thời điểm tốt nhất để mà mình hỏi cái người làm thuế của mình để mà mở account. Còn những ai mà đi làm hãng đó thì mỗi một tháng nên trích ra những cái phần tiền của mình để mà bỏ vô, hay là hãng của mình nó matching cho mình bao nhiêu thì tối thiểu là bỏ cái phần mà nó matching vô. Đó là tất cả những cái mà em muốn chia sẻ cũng như là cập nhật với các bạn, các anh chị, các cô chú trong cái video ngày hôm nay. Nếu mà thấy thích á thì cho em một like, share và subscribe kênh channel cho em nha. Em cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều luôn vì đã luôn luôn yêu thương, ủng hộ em từ những cái ngày đầu tiên cho tới bây giờ. Nếu mà không có mọi người thì em sẽ không có đi được một cái đoạn đường xa như vậy trong cái việc mà làm YouTube tới ngày hôm nay. Nên là em cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ở đây, luôn luôn ủng hộ và support cái kênh channel này của em. Nếu như mà em có những cái gì mà cần thay đổi, mọi người cần góp ý đó, thì cứ comment ở dưới cho em biết nha. Cảm ơn mọi người.